associate là một từ được sử dụng nhiều trong xã hội ngày nay tuy nhiên không nhiều người có cách hiểu đúng nghĩa về từ này đây là một động từ trong tiếng anh có nghĩa là kết hợp hợp tác liên kết lại với nhau trong công việc có thể xem xét việc này ở góc độ là hai người hoặc hai công ty tổ chức có cùng ý tưởng suy nghĩ nên muốn cộng tác liên kết với nhau vì một mục đích chung nào đó từ associate này còn có nghĩa khác thể hiện ý muốn kết bạn giao thiệp với nhau khi xuất hiện với vai trò là một danh từ từ associate có nghĩa rất dễ nhớ vì khá sát với nghĩa của động từ nghĩa thứ nhất là chỉ những người bạn đồng liêu người cùng cộng tác đồng minh nghĩa thứ hai là chỉ hội viên thông tin viện sĩ thông tấn nghĩa này không bàn đến trong bài viết này và nghĩa cuối là chỉ vật phụ thuộc vào vật khác vật liên kết với vật khác nói tóm lại associate ở đây thể hiện sự liên kết về mặt công việc hoặc tình cảm của con người